Soi chơi với nha các bạn ơi. Rồi, cảm ơn. Ủa, alo, map tôi có hồng không? Chơi chơi map này à? Không chơi cái map kia à? Map này ít được ít kill lắm. Ngày chơi vui rồi. Chơi map này tụt cái đây chết không ạ? Mic tôi có ồn không? Không ồn đúng rồi, mic ok. Mic tôi ồn không? Tôi đang bật quạt. Không không. Ok. Và thấy hai ông kia không thấy bật mic nhỉ? Đâu, bấm mic lên đi, số 3 số 4. Đúng rồi. Alo. Ôi, có bạn nữ à? Hello bạn nha. Chào bạn nha. Giọng đáng yêu thế. Sao gì nhà số 4? Sao gì? Ui, có một team mọi người. Ui, hai team này. Ôi, bị lag. Dặn hết rồi. Chờ nghe tôi qua đang biết. Cẩn thận nhá mọi người. Hay quá. Để đi nóc nha. Để tôi qua luôn nè. Qua cao luôn. Còn áo mình không? Mọi người kê nha mọi người. Trời, đông quá, chỗ này đông quá, 3 team hay sao ấy. Hơn luôn á. Ui, cái map này đông người bay vào đừng có bị lắc lác ấy nhở. Ê, có máu không? Xin cục máu. Đây. Nó cười nhẹ tôi cái là tôi cũng chết nữa. Đông nhỉ. Chỗ mọi người ổn không? Không. Tôi qua trong nhà này tôi lút máu cái. Quậy. Nó trên khu nhà. Ê, coi chừng nha, nó trên cái nhà cao á, số 3. Rồi vậy được đó. Có máu không số 3? Ok, cảm ơn luôn. bị chạy. Không lên hàng nhà luôn. Uầy, nãy giờ bắn chưa còn lia team nào luôn mấy ông ơi, đông thật sự. Ờ nghe nè, chưa còn lia đó. Ừ, đang còn đâu, ít nhất phải 2 team ấy, 2-3 team gì đấy. Ừ, tôi biết rồi, mà chưa thấy thằng này nó đứng chỗ nào cơ. Vào luôn nè, tôi vô luôn nè. Từ số 2 ơi, công thì để team với đợi team công cùng ấy. Nói trên nhà nói diện luôn. Enemies ahead. Đâu? Nhà này á? Ui rồi bom. Không tối khói tôi quên. Để tôi bom cho. Tôi bom. Câu luôn này. Dạ, nó xuống lắm. Trời ơi. Nó gạt luôn. Nó gạt nhanh quá. Yeah. Đèn thế xem tivi mất rồi. Thế là mọi người là bạn là bạn của nhau à hay là cũng ghép trên kênh thế giới luôn đấy? I got supplies. Tôi trà trộn thôi chứ tôi đâu có bạn ai đâu. Ông là bạn ai đâu. Ông trà trộn, ông là streamer à hay là ông là youtuber đấy? Trời ơi. Đó. Thế bây giờ nhiều ông YouTube toàn trà trộn không, sợ thật sự. Tôi YouTube streamer là tôi có phim nè, streamer có phim. Thì mấy ông streamer khác người ta cũng lâu lâu xem phim mà. Người ở đâu phải là thánh đâu, trận nào cũng có thể gọi là sống được. Em. Không sao, còn bắt. Thính trước mặt mình này, hướng 280 này. Đi ăn Thính đi. Tìm người luôn. Chết rồi. Không được đâu. Cái miếng này nằm cỏ dữ lắm. Mắt mình cũng nằm được nữa. Mình thấy có bot team này. 230 nha. Nó chạy kìa, trời ơi. Nhảy kìa, sấy được này. Sấy lỗi rồi. Mark the location. Mới thấy có 2 thằng thôi. Nát cái mốc luôn. Móc nó đi, móc nó. Tôi kìa, bọn nó vòng sau cái đán này rồi nhá. Enemies ahead. Son đá trước mặt mình. Rồi, knock 1 này. Yếu máu rồi còn đấu nữa. Nóc 2 đấy. Rồi, clear rồi, còn tìm trận bên kia nhé. Con ra chơi lại. Còn tìm hướng 345 hay sao nhỉ? Vừa nghe tiếng. Watch out. Ok. Thấy xà móc thôi, chưa thấy người. Cứu đó. Đang nhà cứu đi. Ok. Trời nó đang kê vào sau. Rồi. Rồi clear rồi, còn tí trong nhà nhá. 18 giây bo kìa mọi người. Còn hai lần cuối này hay mình đứng đây mình bắt luôn nhỉ? Còn hai thằng nữa bắt luôn nhà luôn. Quay, mày đi tốc biến này. Có phim mà có cái kem đang ngon dưới tờ. Bo đốt nó rồi. Rồi nó phải, ui rồi. Ông này đi tốc biến bắn nó bị lỗi đam luôn. Ui, máu đau thế. Sắp mệt rồi. Ui. Mày vẫn vào được bo. Số 4 có bò vào được không? Có lên số 4 đấy. Có lên. Có lên bò vào được. Đây mình thấy tên cuối cùng rồi. Từ. Xong rồi. Top 1 luôn cho nhanh. Căng vậy 15 kill luôn. Map này bắn nhanh nhở, bắn tí cái xong trận. Ra luôn đi.